Rồi, hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh DIY Home Depot. Ngày hôm nay trên tay mình đây là ba cái sản phẩm hàng diệt côn trùng, có thể diệt được muỗi ruồi các loại côn trùng khác, đến từ thương hiệu đó là Đại Sinh. Đại Sinh là một cái thương hiệu Việt Nam có tiếng trong cái lĩnh vực sản xuất đèn diệt côn trùng này. Thì hôm nay mình có tới ba cái sản phẩm, mình sẽ đi vào chi tiết từng cái sản phẩm như các bạn xem. Đầu tiên là cái này, đây là đèn Đại Sinh DSD82, sử dụng hai cái bóng đèn 8W, hình hộp chữ nhật ha các bạn, rất là chắc chắn luôn. Đó, đóng gói rất là kỹ. Rồi, thì cái đèn này diện tích sử dụng của nó lên đến 60m² nha các bạn. Đây là một trong mấy cái mẫu mà bán chạy nhất, rồi nó cũng sử dụng diện tích rộng nhất luôn. Với 60m² á, thì các bạn có thể sử dụng được rất là nhiều nơi. Đây nè, ở đây người ta cũng có để sẵn như các bạn luôn là sử dụng được tại đâu. Tại gia cầm, tại gia súc, tại cửa hàng, tại nhà hàng, bếp, trung tâm, siêu thị, bệnh viện. Hoặc là bạn nào mà nhà rộng á, mà 60m², các bạn cũng có thể sử dụng cái đèn này luôn. Lưu ý đèn này là đèn sử dụng trong nhà nha các bạn. Và cái đèn nó sử dụng là ánh xanh. Bên trong hộp là nó sẽ có hướng dẫn sử dụng nè. Những cái model giới thiệu ra thì có rất là nhiều model nha. Còn ở đây thì mình chỉ để một cái model phổ biến nhất thôi. Ok, giờ mình lấy cái máy ra đây. Rồi, đèn diệt côn trùng Đại Sinh Việt Nam, rất là chắc chắn ha. Được lọc bằng mút chống da đập này. Rồi mình cúi ra luôn. Đó, đây có được logo nè. Đó lắm. Giờ thiết kế của nó màu trắng nha. Cái diện tích lên tới 60m², cho nên nhìn cái đèn nó hơi to. Thì bây giờ mình sẽ ghim điện vô cho các bạn xem cái ánh sáng xanh của nó như thế nào. Đó, các bạn thấy cái màu của nó ám xanh xanh không? Rồi, cái đèn này là sử dụng ánh sáng xanh nha mấy bạn. Nó không ồn, không độc hại, và trong phòng có trẻ em mình vẫn sử dụng được luôn. Cho các bạn xem, giả sử cái này là con côn trùng nha, thì mình cho nó bay vô trong đây thì nó sẽ bị gì? Đó, nó sẽ giật điện ngay đó. Nani? Đó, các bạn thấy rõ ha. Thì lượng điện đó nó sẽ làm cho coi cái con đó nó chết thì nó rơi xuống cái khay dưới đây. Thì mình chỉ cần dọn là mình gỡ cái khay ra để mình chọn thôi. Và cái điện này á, nó yếu cho nên là nó chỉ đủ để mà làm tụt cái con côn trùng thôi, chứ không có làm hại đến người. Cho nên các bạn có thể sử dụng an toàn ha. Rồi, cái đèn này á, thì được 12 tháng nhưng mà không có bảo hành cái bóng đèn ha. Cái bóng đèn này á, thì các bạn nếu mà sử dụng nhiều á, thì từ 3-6 tháng các bạn nên thay một lần. Thì mua lẻ bóng đèn bên DIY Home Depot cũng có bán cho các bạn luôn. Bây giờ thì coi trong hộp có gì ha. Trong hộp thì mình có cái hướng dẫn sử dụng, cái bảo hành. Và người ta còn tặng mình cái này nữa nè, một cái cọ. Cái cọ này là để khi côn trùng nó chết á, thì mình lấy mình quẹt, mình vệ sinh cái này, mình lấy mình gỡ cái đáy nó ra. Đó, gỡ cái đáy ra như vậy thì muỗi, ruồi muỗi nó chết á, nó sẽ rớt lên đây. Còn những con nào mà nó còn bị dướng ở trên đây á, thì mình dùng cái cọ, mình phủi nó xuống. Vậy ha. Bên cạnh cái cọ thì người ta còn tặng cho mình cái móc treo nữa. Cái móc treo này các bạn có thể dùng để các bạn treo cái đèn này lên. Cái đèn này các bạn có thể treo hoặc là bắt nó dính lên tường luôn cũng được. Thì tùy cái vị trí mà mình sử dụng, tùy cái mục đích mà mình xài thì mình sẽ dùng nó khác nhau ha. Thì đây là cái móc treo đây. Đây. Đó, nó có hai đầu để mình móc vô. Móc vô đây. Đó, rất là cứng ha. Móc vô xong rồi ở đây các bạn có thể treo nó lên trên đâu các bạn cần là được. Đó, móc hai bên nha mấy bạn. Này mình mới móc con bên thôi. Vậy là mình đã đi qua được cái đèn bự nhất ha. Cái này là cái to nhất trong ba cái. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua mấy cái đèn tiếp theo. Rồi, tiếp tục bestseller đèn chạy nhất bên mình nha. DSD6 sử dụng bóng đèn 6W. Đây cũng là đèn diệt côn trùng nha, được đóng gói rất là kỹ càng. Trên đây nó có ghi những cái nơi mà mình sử dụng luôn. Diện tích của hàng này là 16m², cho nên được khuyến nghị sử dụng trong phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, nhà bếp nè. Rồi, bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem bên trong nó có gì. Tổng hợp đóng gói đầy đủ nha. Rồi, đây là cái đèn. Bên cạnh đèn thì thêm một cái tờ giới thiệu các mẫu khác nhau và một cái hướng dẫn sử dụng cũng như là nội dung bảo hành. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ qua tới thành phần chính là cái đèn nha. Cái đèn, trên đây có ghi đầy đủ hết mấy cái thông số các bạn cần quan tâm. Mẫu là DSD6 nè, sử dụng điện 220, 6W nha. Cái bóng đèn thì cái này được bảo hành 2 tháng cho cái phần bên ngoài. Còn cái bóng đèn á, thì nếu các bạn sử dụng nhiều các bạn phải mua thay. Thiết kế rất là nhỏ gọn, vừa để mà mình để vô ở trong nhà, sử dụng trong nhà, trong những cái phòng ở trong nhà mình. Rồi ở dưới đáy á, thì là cái khay để mà côn trùng nó chết nó sẽ rớt lên đây. Mình lấy mình dọn, mình chỉ cần đổ đi là được. Thao tác đóng mở cũng rất là đơn giản luôn ha. Rồi, vậy là có thể đóng lại được. Rồi bây giờ mình sẽ thử gắn dây điện vô cho các bạn xem nha. Rồi đó, ánh sáng đã lên.
ánh sáng này sẽ thu hút côn trùng ha. Thì giả sử cái này là con côn trùng nè, nó bay vô thì nó sẽ bị giật điện đó. Đó, thì mình cũng nói lại một lần nữa là cái lượng điện này nó chỉ đủ để làm gục cái con côn trùng thôi. Còn đối với người á, thì nó sẽ không có gây hại cho người, cho nên rất là an toàn khi sử dụng ha. Rồi, đây là cái đèn DSD6 bán chạy nhất. Để qua tới sản phẩm tiếp theo. Đây là cái đèn DSD12. Đây là cái đèn dùng chuyên dùng để dùng ngoài trời và có công dụng trang trí luôn. Tại vì nó được thiết kế rất là đẹp. Bóng đèn của nó là bóng đèn 2W ha. Được thiết kế đẹp và cái này cũng có để cho mình coi là được sử dụng ở đâu nè. Ví dụ mua quán cà phê, tiệc nướng, nhà máy, sân vườn, nhà bếp, siêu thị, nhà hàng, đồ các kiểu. Diện tích sử dụng của cái này lên tới 43m², cho nên các bạn có thể thoải mái sử dụng ngoài trời ha. Cộng thêm với thiết kế đẹp mắt nữa thì các bạn nào có nhà hàng, cà phê cần trang trí thì có thể sử dụng nó. Giờ mình coi trong hộp có gì nha. Trong hộp có cái đèn, có một cái giấy bảo hành và hướng dẫn sử dụng và một cái khay. Đây, cái khay này là khay đựng côn trùng chết ha. Rồi, mình cắt cái này qua một bên. Trong đây, cũng như là cái mẫu đầu tiên, tặng cho mình cái dây treo với lại cái cọ để mà mình quét vệ sinh côn trùng. Mà ngoài ra thì trên đây nó cũng có sẵn một cái cọng dây cho mình luôn, để mình có thể dễ dàng đem về cái là treo lên được liền. Rồi, thiết kế rất là đẹp nha mấy bạn. Nhìn nó như là mấy cái đèn cổ ngày xưa á. Thì để lắp đặt á, các bạn còn phải gắn cái khay này vô nữa. Cái khay này gắn cũng rất là dễ. Ở đây nó có hai cái móc nè. Các bạn lấy các bạn móc vô là được. Móc cái này vô là được một bên. Rồi, mình móc lên như vậy. Thì côn trùng mà nó chết thì nó sẽ rớt lên cái khay ha. Rồi mình dọn vệ sinh thì mình chỉ cần dọn cái khay đây là được. Giờ mình sẽ tới cái bước tiếp theo là mình sẽ test thử coi cái nó ra sao. Kim điện vô. Rồi, lên đèn, ánh sáng xanh nha mấy bạn. Thu hút côn trùng. Giả sử cái này là con côn trùng nha, bay vô sẽ bị gì? Đó. Bạn thấy không? Nó sẽ đủ cái lượng điện này nó ra, nó sẽ đủ để giết con côn trùng đó, nhưng mà không ảnh hưởng tới người. Cho nên nếu mà giờ có trẻ con hay là mình lỡ tay mình chạm vô á thì nó cũng sẽ không có gây ảnh hưởng, không có gây nguy hiểm. Thì đây là cái mẫu cũng là bán chạy của bên mình luôn. Thì con này nó khác với hai con còn lại á, là con này là được sử dụng ngoài trời ha. Còn hai con kia thì nó sử dụng trong nhà thôi. Sử dụng ngoài trời cho nên là cái phần nhựa nè, phần kim loại được chống chịu sét rất là cao. Và cái độ hoàn thiện của nó cũng rất là đẹp mắt, cứng cáp hơn. Sử dụng ngoài trời rất là tốt nha các bạn. Rồi, đèn đại sinh đang được DIY Home Depot phân phối chính hãng, bảo hành chính hãng luôn. Chất lượng rất là tốt, giá tốt nữa. Cho nên các anh em nào mà có nhu cầu sử dụng thì hãy liên hệ ngay với DIY Home Depot.